nằm trên giỏng và ngủ quên ở xưởng dệt trên đường Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, anh Phạm Văn Tê 38 tuổi, ngụ quận 6 bị kẻ trộm lấy điện thoại ở trên ngực. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy rạng sáng ngày 16 tháng 7, một nam thanh niên chui qua khe cửa cuốn rồi vào trong xưởng dệt. Người này đi xung quanh lục tìm tài sản. Trong lúc mở khóa chiếc xe máy thì anh Tê phát hiện đổi bắt nhưng trộm đã chui qua khe cửa chạy ra ngoài. Theo anh T, nguyên nhân là do trời nóng, buổi tối ngủ anh hạ cửa cuốn nhưng có chừa một khoảng 30 cm để thoáng gió. Trong lúc canh máy dệt chạy, anh T nằm trên võng, điện thoại để trên ngực và thiếp đi lúc nào không hay. Kẻ trộm sau đó tới gần, thấy anh T nằm ngủ nên lấy đi chiếc iPhone để trên ngực rồi leo lên gác tìm tài sản giá trị. Khi bị phát hiện, người này bỏ chạy để lại đôi dép. Phía công an phường Bình Hưng Hòa A cho biết sẽ xuống địa bàn nắm bắt thông tin để có biện pháp xử lý.